trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettimes, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý vị đã không rời máy để theo dõi chương trình luận đàm thời sự trên đài Little Sài Gòn TV cùng với anh Võ Nguyễn Duy Khôi ngồi bìa, anh Dược sĩ Phạm Khắc Khiêm ngồi cạnh, anh Tiến sĩ Đinh Xuân Quân ngồi cạnh tôi và tôi là Lê Minh Nguyên. Đề tài anh em chúng tôi trình bày là Bộ trưởng Quốc phòng Singapore và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ vừa đồng ý với nhau để Singapore cho Hoa Kỳ sử dụng căn cứ không quân ở Changi để ở Singapore để mà kiểm soát biển Đông bằng máy bay thám thính tối tân P-8. Thì điều này làm cho Trung Quốc tức giận và bên phía Việt Nam thì có vẻ yên ắng, và mới một ngày qua thì cho bà phó phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao là Phạm Thu Hằng nói rằng là bất cứ ai mà cung cấp hòa bình ổn định ở Biển Đông đều được hoan nghênh, tức là một cách gián tiếp là ủng hộ nhưng mà không dám nói mạnh. Trong khi đó thì chúng ta thấy Trung Quốc là coi như mua máy bay Sukhoi 35 là loại tối tân nhất của Nga. Nga bởi vì quá cần tiền thành ra cái vụ mua này khoảng 2 tỷ đô la và Nga chấp nhận là bán máy bay cũng như là cung cấp chuyển cái khả năng kỹ thuật của máy bay này cho Trung Quốc. Thì trong tương lai là Trung Quốc sẽ có chế ra những máy bay mà có khả năng đương đầu với F-35 của Hoa Kỳ. Và nhiều người phân tích gia lo lắng rằng là Trung Quốc với cái loại máy bay này có thể kiểm soát cái không phận Biển Đông một cách dễ dàng. Bởi vì máy bay này là có cái khả năng bay xa và cái khả năng chiến đấu cao. Thì anh Quân, thưa anh Quân, thì cái vấn đề mà ở Biển Đông thì không phải vấn đề cái hải quân không, mà còn là vấn đề không quân nữa. Mà vấn đề không quân thì anh thấy là ở Senkaku, ở vùng biển Hoa Đông thì Trung Quốc đã lập cái vùng nhận diện phòng không rồi. Rồi Hoa Kỳ lúc đầu thì giống như Trình Giáo Kim mà đánh ba búa xong rồi bỏ búa chạy, không có quan tâm tới nữa. Tức là đầu tiên cũng cho B-52 bay qua, nhưng mà sau đó rồi cũng chẳng thấy nói năng gì để mà không công nhận cái vùng kiểm soát nhận diện phòng không. Và Trung Quốc vẫn áp dụng như thường, điển hình là hôm tháng 7 là đuổi một máy bay Lào bay ngang qua. Thì trong khi đó mà Mỹ lại khuyến khích những cái hãng hàng không dân sự của Mỹ là đừng có bay qua. Muốn bay qua phải xin phép theo thủ tục đàng hoàng, thì như vậy một cái hình thức cũng như là gián tiếp công nhận rồi. Thì thứ nhất là Hoa Kỳ không có cương quyết, anh có nghĩ là Hoa Kỳ không cương quyết trong cái vấn đề mà dùng nhận dạng phòng không ở Hoa Đông, rồi trong tương lai liệu mà khi mà Trung Quốc mà xong cái bốn cái đường băng ở bốn cái đảo đó thì họ làm cái dùng nhận diện phòng không thì coi như là ở dưới nước thì họ cũng kiểm soát, trên không thì họ cũng kiểm soát, thì coi như là Việt Nam là bị block, bị ngăn nghẽn cái Biển Đông. Thì tôi thấy là ở đây đó quý vị cũng các quý vị cũng đều hiểu là quân đội Hoa Kỳ có một cái gọi là lập trường khá cứng rắn, trong khi Tổng thống Obama có một lập trường khá mềm mẻo. Do đó thì bao giờ người ta cũng thấy ở trong chính trị Hoa Kỳ ai cũng thấy là người ta chê Tổng thống Obama là quá yếu hay quá mềm hay là quá, mỗi người họ có một cái lý do. Nhiều khi mình ở đây mình nghĩ là ông này yếu, nhưng mà biết đâu ông ta có nhiều cái tin tức hay là nhiều cái facts mà nó nói cho ông ta phải như vậy. Thì ở đây vì vậy thì chúng ta sẽ vào cái mùa tranh cử, chúng ta sẽ thấy đúng một phần nào vì cái lập trường của Mỹ quá mềm, quá do đó Trung Quốc mới làm quá lố. Nếu mà cái lập trường của Hoa Kỳ mà cứng rắn hơn đó thì là tôi chắc chắn là Trung Quốc không có dám mà tiếng mà một cách bậy bạ như bây giờ mà Hoa Kỳ không có. Nếu mà Hoa Kỳ có, đáng nhẽ là phải phản ứng từ 4-5 năm trước rồi. Nếu mà phản ứng 4-5 năm trước thì sẽ không có những cái chuyện này. Nhưng mà đó là cái vấn đề chính trị, đó là những cái quyết định của ông Obama. Thành ra
tôi thấy là về vấn đề mà quân sự, về vấn đề chiến lược thì ông Obama rất là mềm yếu. Ông ta là có cái giải hòa bình, không biết nó có ảnh hưởng ông ta gì hay không, nhưng mà là nói chung đó thì là ai cũng chỉ trích ông Obama là quá yếu. Nhưng mà nó có cái lợi này, cũng có cái lợi, có cái hại. Nhưng mà nói chung đó thì ở Á Châu đó, vì cái lập trường quá mềm dẻo của Hoa Kỳ, do đó tôi nghĩ là Trung Quốc đã lấn một phần nào. Nếu mà Hoa Kỳ mạnh hơn, cứng hơn thì cái lập trường mà của Trung Quốc bây giờ sẽ không có xảy ra được. Dạ. Cảm ơn anh Quân. Khôi, anh Quân vừa nói đó, thì cái điều anh Quân nói thì cũng một số những cái chuyên gia phân tích về chính trị ở vùng Biển Đông thì nói rằng lỗi đây cũng là Hoa Kỳ, là bởi vì Hoa Kỳ khi mà Trung Quốc vi phạm luật quốc tế, Hoa Kỳ làm ngơ. Là làm ngơ như anh Quân nói là cách đây 4-5 năm đó là không lên tiếng, rồi bây giờ lên tiếng là quá trễ, quá chậm, là too little too late. Thì theo Khôi là Hoa Kỳ có correct, có sửa lại nổi không? Dạ, cảm ơn chú. Thì nếu mà mình nhìn xa về lịch sử một chút xíu thì mình thấy hình như cái này nó cũng là một cái phần nào đó, cái chính sách của Hoa Kỳ từ xưa đến giờ là khi nào mà đụng, thực sự đụng đến cái gọi là cái quyền lợi thực tế của tôi á, thì tôi mới làm việc. Giống như trong Thế chiến thứ nhất cũng vậy, mà Thế chiến thứ hai cũng vậy. Khi nào mà đụng vô tôi rồi á, thì tôi mới đem quân tôi đánh. Khi mà trận Trân Châu Cảng thì bị đụng rồi thì đem quân nào đánh, mà hãy đánh là thắng. Nhưng mà phải có một cái gì đó đụng chạm đến quyền lợi thực tế của tôi thì tôi mới hành động. Còn trước cái vụ đó thì anh Hoa Kỳ anh cũng chơi với hết cả hai, bên kia chiến cỡ nào anh cũng chơi hết cả hai, anh không có nhảy vô. Nhưng mà khi nào mà đụng đến quyền lợi thực tế của tôi thì tôi sẽ làm việc với anh, và tôi sẽ đánh, và đánh sẽ thắng. Tức là theo ý Khôi là đây là cái chuyện xa xôi, không có quyền lợi thực tế nhiều. Không có quyền lợi thực tế. Thành ra dù có vi phạm luật thì cũng kệ nó, nhưng mà khi nào đụng tới thì mới khi nào mà đụng tới cái gì đó mà Hoa Kỳ nghĩ rằng cái đó là quyền lợi thực tế là sẽ làm việc liền. Tức là cái chuyện đây là chuyện của những đứa khác cho nhiều hơn. Thưa anh Khiêm, thì đúng như là Khôi vừa nói cũng như anh Quân vừa nói, mà đây là cái viện nghiên cứu chiến lược CSIS cũng có nói là Hoa Kỳ chỉ làm nhưng giúp ở vùng đó là chỉ là một phần nào thôi, những cái nước trong vùng phải làm nhiều hơn nữa, chứ không phải là lơ tơ mơ như thế này, mà làm nhiều hơn nữa. Thì cái ý trong đó là rõ ràng là Việt Nam không có làm nhiều. Thì theo anh thì Việt Nam là không có làm nhiều, là Hoa Kỳ anh có nghĩ là Hoa Kỳ bây giờ cái quyền lợi với Trung Quốc nó lớn hơn là cái quyền lợi với Việt Nam, thì Việt Nam không làm nhiều thì cái chuyện thiệt hại Việt Nam thì Việt Nam rác chịu không? Có một điều mà chúng ta nhìn đi thẳng đánh vấn đề như thế này. Trước khi mà chúng ta đòi hỏi Hoa Kỳ là mạnh, bây giờ thì giới quân sự bắt đầu tương đối hơi mạnh một chút rồi, thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ràng là các quốc gia vùng Đông Nam Á, ở Biển Đông đó, lúc đó đó đâu có thích Hoa Kỳ, chống Hoa Kỳ mà. Cho nên cái chính sách mềm dẻo của ông Obama người ta chê là một chuyện, nhưng mà thực tế nó có một cái lợi là sẽ làm cho các quốc gia vùng Đông Nam Á liên quan tới Biển Đông thấy rõ ràng là nếu mà bây giờ anh không đứng về một phía đó, mà anh cứ xìu xìu ấy nền, nhiều khi anh muốn chống giống như là Philippines đuổi Mỹ ra, rồi Nhật Bản với là Nam Hàn cũng muốn đi đấy chơi với mình. Trung Quốc thì lúc đó đó Mỹ làm sao mà làm dùm cho anh. Cho nên tới cái lúc mà anh cảm thấy nguy hiểm đó, anh thấy rằng do Trung Quốc bắt đầu hống hách ấy, thì lúc đó anh phải đứng về phía tôi, thì lúc đó là Mỹ, Hoa Kỳ có một cái chính nghĩa. Cho nên chê ông Obama là một chuyện, nhưng mà vô tình nếu ông Obama có chính sách đó thì cũng là lợi. Giống như là chúng ta hồi xưa đó, khi mà đánh với lại quân Tàu thời kỳ Trần đó, thì vua quan của chúng ta sẽ bảo là những người lính, những người tướng ấy, lùi hoài, đến lúc Tàu càng ngày càng lấn tới thì lúc đó tới lúc phản công thì nó dễ dàng. Thì Hoa Kỳ bây giờ nằm ở trong tình trạng đó thôi. Thưa anh, thì có dư luận này nói rằng là Trung Quốc mà muốn trừng lên thế giới như giống như Hoa Kỳ mà trừng lên ở Mỹ Châu á, mà Trung Quốc trừng lên ở Á Châu á, thì khó hơn là bị Trung Quốc
có nhiều người nước mạnh ở chung quanh, thí dụ Ấn Độ, thí dụ như Nhật Bổn hay là Nam Dương chẳng hạn, thì anh nghĩ là có thể là đúng là Trung Quốc khó mà trừng lên như Hoa Kỳ không? Vâng, khó lắm chứ. Bởi vì Hoa Kỳ ở lúc đó, Hoa Kỳ ở trong một lục địa mà chỉ có Hoa Kỳ là mạnh số một thôi, các quốc gia kia nó vừa nhỏ hơn, nó vừa yếu hơn. Mà trong khi đó sự bành trướng của Hoa Kỳ lúc đó, đó là Hoa Kỳ trong cái tinh thần dự tân chủ tự do, thành các quốc gia chung quanh đó, đó người ta dễ dàng người ta chấp nhận và không đối kháng Hoa Kỳ. Trong khi đó bây giờ cái chính sách của Trung Quốc là muốn lấn lướt, muốn chiếm người ta, muốn ăn người ta, thì các quốc gia mạnh ở chung quanh người ta không chịu, và những quốc gia nhỏ cũng cảm thấy rõ ràng mình bị đe dọa và cuối cùng người ta phải chống lại thôi. Dạ vâng, và cảm ơn Khiêm, và kính thưa quý vị, chương trình tới đây thì không còn thời gian. Anh em chúng tôi xin hẹn với quý vị vào chương trình của tuần tới. Xin kính chúc quý vị một ngày vui vẻ và xin kính chào quý vị. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay. Phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.